Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 3. Đấy, thì thực sự các cả nhà là mấy hôm nay là anh em xuống vườn em rất là đông. Sưu tầm cây que thì em cũng rất là mệt, thì cũng hứa mọi người lên game mini game 26k. Thì cái mini game 26k đợt này thì sẽ có một phần quà rất đặc biệt, đó là một cái mắt ngủ của 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2. Đấy, thì là phần quà rất là giá trị. Trị giá là tầm trên 100 triệu cho cái mắt ngủ đó. Thì anh em biết rồi, thì chắc là để chiều nay hoặc ngày mai thì em rảnh sẽ lên clip đó. Thì hôm nay là cũng là một ngày gọi là rất nhiều khách đến sưu tầm Thảo Nguyên 2 của em. Thì hôm nay em có xuất một cái chậu 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2 này. Chậu này khoảng tầm độ gần 20 cm nhá. Đấy. Thì cái chậu này là em có chia sẻ cho anh Nghiệp nhỉ. Ừ, vâng. anh địa chỉ nhà mình ở đâu ạ? Địa chỉ anh Nghiệp ở thị xã Sơn Tây. Thị xã Sơn Tây ạ. Vâng. Hà Nội. Vâng. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, thì như những cái cây này thì hiện giờ là ở cái size tầm tầm này, em đang xuất ra tầm khoảng dao động từ 60 đến 70 triệu nhé, tùy cây. Nó tùy theo mầm gốc nó lên rồi hay chưa, rồi kỳ nó đã sinh sưng chưa. Đấy, giá nó sẽ dao động ở cái tầm như vậy. Cái cây này thì bộ rễ thì cực kỳ là khỏe luôn. Mắt gốc thì hai mắt gốc còn đang bắt đầu xanh rồi. Đấy, tầm này nó phải nắng lên thì bắt đầu là nó mới lên nhá. 2 tháng nữa. Vâng, không tháng nữa thôi. Đây mắt trên này đấy là mắt thứ 3 này. Đấy. Thì một cái kỳ 5 cái trắng Thảo Nguyên 2 rất là đẹp nhá. Thì em có chia sẻ cho anh. Lên clip này cũng mang tính chất là vừa để bảo hành cho anh, để sau này anh có cái mà anh ví dụ anh có kỳ anh muốn chia sẻ cho anh em ở khu vực gần nhà ạ. Thì em bàn giao cây cho anh. Chúc anh về trăm cây mau tốt. Anh cũng muốn nói một hai lời gì với anh em toàn quốc ạ. Hello, xin chào tất cả anh em yêu lan trên toàn quốc. Dạ. Tôi là Nghiệp, kế Nghiệp. Dạ. Cũng mới sưu tầm dòng giống lan quý thôi, mới chơi được hơn một năm nay. Dạ. Nhưng mà vô tình thì cũng qua kênh YouTube thì biết anh Định ở Cát Bà. Đây là một vườn lan rất là uy tín và có những cái cây có thể là cây rất là bình dân đến cây hàng VIP. Và đặc biệt nơi đây là quê hương của thành phố hoa Phượng Đỏ, nhưng mà lại sổ ra bông Thảo Nguyên. Dạ. Mà ai trên toàn quốc cũng đều mong muốn được sở hữu. Và hôm nay thì về đây thì anh Định có chia sẻ cho một cái kỳ Thảo Nguyên 2. Kỳ này kỳ năm nhất nhưng mà cũng nó thuộc về tầm khá khá thôi. Nó chưa phải là loại đặc sắc lắm. Thế nhưng mà nó chủ yếu là chuẩn giống của Thảo Nguyên 2, thành phố Hải Phòng. Dạ. Và xin cảm ơn anh Định đã chia sẻ. Vâng, và cũng anh chúc cho cái vườn lan của anh. Dạ. Cũng như khách hàng. Dạ. Của anh luôn luôn được phát triển hơn nữa. Dạ, và đặc biệt nữa là chúc cho những cái thương hiệu của anh luôn luôn sẽ phấn đấu trở thành những cái thương hiệu mà anh lớn trong ngành lan của toàn quốc. Dạ, vâng, em xin anh cảm ơn. Đây, đi cùng anh có mấy anh em đây. Đây anh Tú Phù Hoa. Tú Phù Hoa anh này. Kiều Tuấn Tú. Chậu Phù Hoa, Hồng Phù Hoa rất là to. Thế thì đây còn hai bạn này nó cũng ở em ở đâu nhỉ? Em ở Phú Xuyên. Phú Xuyên à? Phú Xuyên. Phú Xuyên Hà Nội nhỉ? Đấy thì cũng hôm nay cũng có xuống đây đặt em một cái kỳ núa non Thảo Nguyên 2. Thì hiện giờ là cái Thảo Nguyên 2 lúa non này em cũng đã nhận gần đủ rồi nhá. Đấy thì chắc là khả năng là sẽ tạm dừng, vì em cũng phải để lại một ít nữa để em làm ki. Làm ki thì có ki với chia sẻ cho mọi người được. Mình cũng hứa hẹn cái mặt bông này là tầm tháng 5, tháng 6 này mà nó lở lại đẹp ấy, chắc chắn là em sẽ có những cái giao dịch rất là khủng cho em nó. Bởi vì là vừa rồi những cái chậu mà em bán ra tầm khoảng trên dưới 2-3 tỷ ấy thì là rất là nhiều. Nhưng mà em cũng không có làm giao dịch gì cả, chỉ gọi là quay thôi. Đây cũng là một chậu của 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2 này. Cái chậu này là của chị Lữ Thượng Tá ở trên Hà Nội, mà vừa rồi có lấy một chậu bạch tuyết cho em. Đấy, cái chậu bạch tuyết đấy là em cũng đặt hộ cho, em nhận hộ cho khách một ki, hai ki núi non và một cái mầm gốc núi non là cũng đã chuẩn bị vào bờ rồi. Và chị ấy tiếp tục đặt em một cái chậu 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2 cực kỳ là đẹp cả nhà nhá. Mầm gốc rất là lực. Cái chậu này trị giá gần 2 tỷ. Đấy. Tổng số đo là khoảng 25 cm. Đấy, đang có cả ki nhảy trên thân luôn, rất là đẹp. Thì chắc là một vài bữa nữa thì hai vợ chồng anh chị ấy cũng sẽ xuống dưới này. Đấy, hoặc là em lại bê lên. Đấy, Thảo Nguyên 2 đang rất là hot cả nhà nhá. Hiện giờ thì mọi người hình dung là cái mức giá ấy là em đang để những cái ngưỡng tầm 90 triệu một sen cho cái hàng ki giống đẹp.
đấy, và nó sẽ tạm dừng ở đây, chứ nếu mà nó nhảy tiếp thì khả năng là khách sẽ rất là choáng. Thế cho nên là nó sẽ tạm dừng ở đây và nó chờ cái ngày em nó lở lại nhá. Nhưng mà so ra với những cái dòng đẳng cấp cùng với nó thì cái mức giá này cũng đang rất là dễ chịu nhá, bởi vì mặt bông này rất đẳng cấp, nó không thua kém gì, em thấy nhìn nó cũng chẳng thua gì Bảo Duy đâu, vì anh em trong miền Nam cũng đang gọi nó là bông Bảo Duy 2 mà. Rồi, ok, một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà của em. Một lần nữa em kính chúc tất cả anh chị em yêu lan toàn quốc luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn sưu tầm được những con giống đẹp, và điều quan trọng là phải chuẩn cả nhà nhé. Em xin cảm ơn ạ.